Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay xung quanh vụ việc chụp hình tiệc và set màu như thế nào trên máy ảnh Canon. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các anh em chụp ảnh dịch vụ. Xin chào tất cả các anh em chụp ảnh chơi. Xin chào anh em chụp ảnh khắp nơi. Hôm nay sau anh vụ việc thì một số anh em đã yêu cầu mình làm hướng dẫn. Xin lỗi anh em nha. Hướng dẫn set màu hình tiệc. Và một số anh em yêu cầu mình làm hướng dẫn chỉnh màu hình tiệc. Thì theo như Thái Lai nghĩ về cái bài viết hôm nay thì đã giúp ích cho những anh em mà đã yêu cầu mình hướng dẫn set màu cho hình tiệc trên màn ảnh Canon nhé. Còn những anh em yêu cầu mình cách chỉnh sửa màu sắc hoặc là blend màu gì đó cho hình tiệc thì đây là mình thấy giải pháp anh em khỏi cần học nhé. Vì sao? Đơn giản, các bạn chụp chuẩn rồi khỏi cần chỉnh. Vậy nhé. Rồi để biết được rõ hơn thì các bạn đã coi qua một phần demo mà Thái Lai đã đưa đầu video rồi. Anh chạy qua rồi. Anh em đợi chút nha. Mình là tinh thần cái đã. Thì anh em đã thấy rõ Thái Lai muốn để ảnh gốc nó thực tế. Thì trong cái video này đối với Thái Lai thì ảnh tiệc là chụp như vậy là đã ok rồi. Là mình giao cho khách hàng hoặc là mình in ra là bên lab họ chỉnh nhẹ một chút nữa là ok rồi. Thì đối với Thái Lai như vậy. Còn các bạn nào giỏi hơn, rành hơn, muốn gì đẹp hơn, comment dưới video cho mọi người biết nha. Hoặc là cho Thái Lai biết. Và đặc biệt trong cái video này Thái Lai muốn nhắc cho các bạn hiểu là Thái Lai muốn chia sẻ ba điều mà các bạn cần nhắc. Và chính Thái Lai cũng là trong ba điều đó Thái Lai vấp một điều mà Thái Lai cũng muốn chia sẻ lên cho các bạn hiểu luôn. Tại vì nếu mà Thái Lai giấu cái điều này ra thì các bạn sẽ không biết đâu, đôi khi các bạn chụp về không giống Thái Lai đâu. Nhưng mà nếu như các bạn chụp về không giống thì các bạn cứ biết là cái lỗi mình là cái gì nhé. Thôi không được vòng vo nữa thì các bạn phải coi lại cái cảnh hậu trường thực tế như thế nào và mình quay nó khó khăn ra sao để các bạn hiểu rõ nhé. Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay xung quanh vụ việc chụp hình tiệc và set màu như thế nào trên máy ảnh Canon 5D Max. Hello. Đó. Xin lỗi các bạn nha. Các bạn thấy rõ ràng là mình rất là khó khăn khi mà đi chụp hình thực tế như thế này. Hôm nay mình đi chụp thực tế luôn. Và mình muốn chia sẻ thực tế như vậy anh em mới thấy rõ được cái hoàn cảnh ở trong không gian ở đây. Anh em thấy không, màu nó vàng vàng, nó tối tối, nó không được sáng. Nhưng làm sao để cho nó sáng được thì Thái Lai chia sẻ nhé. Rồi, trước khi chia sẻ Thái Lai xin phép các bạn một chút. Các bạn nhớ yêu thích Thái Lai đăng ký nha, click vào cái chỗ đăng ký để coi video mà Thái Lai đưa lên nhé. Rồi chúng ta cũng vần vo nữa mà Thái Lai nó tới đâu quên rồi, hồi nãy anh kia chọt phát mất hết hồn luôn. Bây giờ Thái Lai nhắc lại một chút để vô đề nè. Thái Lai sẽ chia sẻ cách set màu trên 5D Mark 4 Canon nhé, Canon Mark 4 nhé. Và các bạn được thấy rõ hơn thì Thái Lai cũng set thực tế luôn và Thái Lai chụp thực tế để các bạn coi luôn. Sau đó các bạn vừa coi ở trên máy set và vừa coi Thái Lai chụp xong và cái file info cho các bạn có rõ ràng. Để các bạn hiểu rằng đây là một cái chia sẻ nâng cao, chứ không phải là cơ bản các bạn nhé. Nâng cao về cái màu sắc để các bạn chụp ở trên Canon Mark 4. Và các bạn cũng có thể dựa cái này hoặc là trên máy khác. Nhưng mà máy khác thì Thái Lai cũng chưa biết nha. Có thể là các bạn nếu mà thôi giờ dòng quá bộ đi anh em ơi, bỏ qua cái vụ đó đi ha. Vô thứ nhất là về nhiệt độ ca, các bạn chọn cho mình là 4,5 nhé. Đấy, Thái Lai đã chọn 4,5 đấy. Thứ hai là picture style, các bạn chọn cho mình chế độ standard nhé. Và thông số nó ra sao thì Thái Lai sẽ chỉnh cho các bạn xem. Và trong bài viết này Thái Lai sẽ gửi cho các bạn hai tông màu, nếu mà các bạn bạn nào đó không thích tông màu của Thái Lai, thích một tông màu của mình thì các bạn để ý thông số nhé. Bây giờ các bạn xem cái không gian thực tế một chút ha. Các bạn nhìn thấy cảnh rõ ràng. Thái Lai đã cố gắng dành một chút thời gian để làm cái video này cho các bạn. Thì Thái Lai đã mượn máy của học viên mình chụp để cho các bạn thấy rõ ràng cái ảnh thực tế và không gian thực tế nó bị vàng như thế này. Và Thái Lai cũng sẽ gợi ý cho các bạn hai tông màu nếu các bạn không thích như Thái Lai vừa nói xong. Thì ở đây Thái Lai muốn cho các bạn nhìn kỹ rõ ràng luôn ở cái không gian như thế này. Thường thường các bạn sẽ bị ám vàng. Thì các bạn đã chọn nhiệt độ cao xuống rồi, 4,5 rồi thì nó là lọc vàng rồi.
nhưng cái màu nó về hồng hay cam hay là rực hay là tái gì đó thì các bạn sẽ xem cái hình mà Thalai sẽ đưa lên nhé. Đây về cái thông số mà các bạn đã thấy đây thì trong thông số standard Thalai đã chọn contrast là trừ về 1 nhé các bạn. Và phần saturation Thalai cộng lên 2 và color tone trừ về 1. À, Thalai sẽ mở tấm hình để các bạn thấy rõ hơn nha. Ở đây các bạn coi bức ảnh gốc mà Thalai đã đưa lên đây là file RAW để các bạn thấy rõ ràng hơn. Và cái file RAW nó sẽ giữ thông số để các bạn nhìn ở đây. Ở trên góc trái màn hình nó có chữ số này thấy chưa? CR này. Để các bạn thấy rõ hơn thì Thalai sẽ bật info lên để các bạn thấy cái số mà Thalai đã set trên máy như thế nào thì nó hiển thị ở trong màn hình cái tấm hình này như thế đó. Bây giờ Thalai sẽ bật nè. Trước khi bật thì Thalai sẽ zoom lên lớn cho các bạn xem một chút này để khi mà quay qua màn hình nó không rõ thì Thalai zoom lên. 100% chắc 100%. Đây. Đây Thalai để zoom lên rõ ràng để các bạn thấy rõ ràng nhé. Rồi, chúng ta sẽ đưa về fit lại đi. Ok. Đây là cái bảng này thì Thalai cũng từng chia sẻ cái phần mềm của Canon trên bài viết cho Tobi rồi. Bạn nào chưa có phần mềm này thì coi bài viết của Thalai để tải về xài nhé. Nó xài miễn phí, Thalai Canon cho mình xài miễn phí mà để kiểm soát hình mà. Các bạn coi bài viết mà mình có hai bài này đó. Các bạn tải cái phiên bản sau này á, thì nó là cập nhật lên đọc được tất cả các máy rồi nhé. Rồi chúng ta quay lại vấn đề này thì các bạn có để ý thông số này. Ở cái thông số của Thalai là cộng saturation lên 2, có đó trừ 1 và cái contrast trừ 1 ha. Còn cái shadow và highlight này ở trên máy ảnh Canon nó không cho phần, không có phần đó, mục đó. Mục này là trong phần mềm nó có thôi nhé. Thì các bạn cứ nhắc cho Thalai cái mục này thôi, cái mục standard này và cái mục contrast này và cái mục color tone này, ba mục này. Cái color tone này á các bạn đưa về bên tay trái này nó sẽ giảm vàng đi. Nó sẽ giảm vàng. Còn cái bảng color tone này bảng color saturation này thì bảng là thường các bạn hay dùng từ là bảo hòa màu. Thì Thalai nói đơn giản cho các bạn dễ hiểu nhất là cái độ rực và tái thôi. Ví dụ như Thalai đưa về không như vậy này, nó thật tái này, thấy chưa? Đưa lên như vậy là rực này, để các bạn dễ hiểu nhất chứ không cần bảo hòa gì nữa. Ngôn ngữ bình thường thôi ha. Ok, đây là Thalai để hai. Thì bức ảnh này rất là rực, nó rất là rực và tươi ha, tươi. Mục đích ở đây á là cái hoàn cảnh này các bạn nhìn để không gian, cái không gian ở đây này. Ở cái nhà hàng này họ trang trí cái màu lá xanh rất là tối, màu xanh rất là tối, nó không tươi. Nó không tươi cho nên mình chụp lên cũng không tươi luôn, mà nó không gian rất là tối nữa cho nên không đẩy được tất cả mọi thứ hết. Thì Thalai bắt buộc là phải để hai cho rực thôi. Còn nếu như các bạn không thích cái độ rực này, các bạn cái việc là giảm một ngức thôi nhé. Một ngức là nó vừa này nó tái này. Bây giờ Thalai zoom lớn để các bạn thấy rõ cái độ rực tái nhé. Đây. Đây. Các bạn thấy rõ để cho màn hình nó nén lại. Ok. Các bạn thấy rõ đó. Khi mà các bạn không muốn rực như thế này thì các bạn sẽ để một thôi, saturation cộng một thôi. Còn nếu các bạn muốn rực lên thì các bạn cộng lên 2 là rực nhé. Là Thalai muốn nói là các bạn hai chế độ màu. Đây là cái màu hồng cam. Rồi vậy là các bạn rõ cái phần này rồi. Thì Thalai chia sẻ cho các bạn hiểu thấy không. Trong bài viết này Thalai sẽ nói cái máy này là máy Canon 5D Mark 4. Thì chắc chắn một số bạn hỏi là mình, anh ơi máy 6D thì sao và 6D Mark 2 thì sao, 5D Mark 3 thì sao. Đó là về Canon vậy. Thì Thalai chia sẻ luôn. Các bạn chụp hình tiệc thì các bạn cứ để nhiệt độ ca là 4.500 cái đầu tiên cái đó, 4.500. Và các bạn cứ cầm color tone về cho mình một ngức, một ngức ha. Đối với cái máy Canon là từ 5D, 6D Mark 2 và 5D Mark 3, 5D Mark 4, còn dòng nào nữa ta, 7D. À, cái con 7D thì Thalai con group đó Thalai đã xài qua rồi, nhưng mà con nói các bạn là sao đó thì Thalai sẽ chia sẻ riêng nha, cái đó là riêng. Cái đó thì Thalai cũng xài đã lâu, cách đây 7-8 năm rồi. Nhưng mà trong vòng này, vòng cái hình này Thalai chia sẻ về các dòng máy Canon của full fan nhé. Còn dòng group thì Thalai cũng chưa thử qua để biết chính xác để mà tư vấn cho các bạn. Đây là các dòng full fan này. Rồi bây giờ Thalai chia sẻ một cái nữa. Thí dụ như các bạn không thích cái màu hồng cam này, các bạn muốn cái màu vàng cam thì các bạn chỉnh như thế nào nhé. Thì ở đây Thalai sẽ mở một tấm hình khác để các bạn thấy rõ hơn này. Đây, ví dụ như các bạn muốn màu vàng cam thì các bạn có thể chọn, mình zoom lớn các bạn thấy nhé. Vàng cam. Đây, vàng cam. Thì các bạn có thể chọn cũng nhiệt độ ca, các bạn nhích lên một chút. Khi các bạn chọn hồng cam thì các bạn sẽ đưa nhiệt độ ca về 4.500. Còn nếu các bạn chọn nhiệt độ vàng cam một chút thì các bạn đẩy lên nhiệt độ ca là 4.600 nhé. Đây nè, nhiệt độ ca 4.600 này, các bạn thấy không? Thứ nhất là nhiệt độ ca 4.600. Cái thứ hai là các bạn color tone này, color tone này các bạn để về không luôn, không có chỉnh về hồng nhé, không giảm vàng. Để vàng vậy, tại vì vàng cam mà thì phải có vàng chứ. Các bạn để cái color tone về không và cái độ saturation này cộng lên 1. Cộng lên 1 thôi. Để cho nó hình nó vừa vàng mà nó ít thôi. Còn nếu các bạn đôi khi các bạn tăng cái saturation lên 2 nó bị vàng quá. Đây mình tăng thử. Đây nó vàng quá.
Còn nếu các bạn muốn thích vàng như vậy các bạn để thôi. Đó là Thái Lai muốn chia sẻ cho các bạn hiểu là như vậy. Đó là hai tông màu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử cái thông số này nhé. Cái thông số là nhiệt độ cao 4.500. Thái Lai thì thích màu hồng cam, Thái Lai không thích màu vàng cam. Cho nên Thái Lai sẽ quay lại tấm hình này, Thái Lai sẽ nói cho các bạn nhé. Đây bây giờ Thái Lai sẽ dùng cái thông số của tấm hình này ha, chụp một cái hoàn cảnh khác và một cái nhà hàng khác thì các bạn xem đây sẽ biết được rõ ràng như thế nào nhé. Đây đầu tiên đó, cái thông số này nè là 4.500 này ha, nhiệt độ cao 4.500 này, thấy chưa? Color tone 4.500 đó. Thứ hai nữa là cái contrast -1, color tone cộng -1 và cái saturation này á là Thái Lai vì cái chạch cảnh ở đây là Thái Lai phải để hai chỗ rực vì cái xanh này này do cái xanh môi trường nó tái quá, nó đen quá. Còn các bạn để thông số này này, các bạn muốn màu hồng cam chính xác một cái hoàn cảnh khác thì các bạn để như vậy nhé. Color tone -1 saturation cộng 1 là xong rồi. Bây giờ các bạn hãy xem cái hình mà Thái Lai sẽ đưa lên một cái hoàn cảnh khác, các bạn thấy rõ này. Khi các bạn chọn chế độ đó rồi, các bạn chụp ở một cái hoàn cảnh khác, thấy chưa, thì nó sẽ ra khác một xíu này, thấy chưa? Ở lúc đó đứng ngoài chỗ đón khách, còn đây là vô trong tiệc này, vô trong lúc đi bàn này, các bạn thấy không? Đây thì với như Thái Lai nghĩ mà ảnh tiệc các bạn chụp như vậy rồi thì có cần là chỉnh màu nữa không? Đó, các bạn có muốn chỉnh màu nữa không thì các bạn cứ bình luận dưới video cho Thái Lai biết nhé. Còn với Thái Lai thì không chỉnh gì nữa, chỉ có đem đi in thôi, đem đi in ra hoặc là nhặt mụn gì đó, khách yêu cầu thì nhặt mụn thì nhặt in ra thôi, hoặc là giao cho khách hành khúc luôn. Đây các bạn xem sơ đi. Đây thì Thái Lai cũng đã chia sẻ hết sức của Thái Lai. Khi mà may mắn cái đám này, Thái Lai muốn chia sẻ đến mọi người là nó trực tiếp, nó trực quan thế này để nhìn và coi hình gốc rõ ràng như vậy để các bạn hiểu rõ rằng cái ảnh nó như thế nào. Khi mà các bạn hiểu được tất cả các cái kỹ thuật về nhiếp ảnh hoặc là về ảnh chụp dịch vụ nhé, thì các bạn chụp các bạn đâu vất vả đâu. Và đây mình được ngồi ăn này, thấy chưa? Đây đám này mình được ngồi ăn. Các bạn thấy đây mình ngồi ăn. Đó là mình hên một cái mình mới làm được cái video này nó thực tế và chi tiết, và hy vọng cái video này giúp anh em rất là nhiều. Và để Thái Lai chia sẻ thêm cho các bạn rõ nữa, cũng là một cái thông số này mà Thái Lai chụp cho một cái đám cưới khác nữa. À đúng rồi, đám cưới khác, đúng rồi. Đây các bạn, đây cũng là một cái thông số đó mà Thái Lai đã chụp cho một đám cưới khác, một cái nhà hàng khác, thì rõ ràng nó ra rất là đẹp tuyệt vời. Thì mỗi cái nhà hàng nó ảnh hưởng cho mình một chút, ảnh hưởng cho mình một chút, nhưng mà cái tông màu nó ra nó ô rất là ok rồi, không có làm gì nữa. Các bạn coi để trên góc phải này, góc trái chứ, màn hình này nó chữ là Faro, các bạn thấy không? Thấy xe rồi không? Tại vì thực sự mình muốn các bạn coi Faro để các bạn hiểu rằng là Thái Lai chưa chỉnh mới thực tế. Còn ví dụ như các bạn coi The Best thì đôi khi các bạn nghĩ đôi khi ông này cũng chỉnh rồi đó. Thái Lai chia sẻ rõ ràng, và các bạn cứ tải hình gốc ở dưới, mình để file dưới mà cứ tải về coi nghiên cứu thôi đó. Thì cho nên Thái Lai làm video là muốn nó thực tế. Còn chụp mà về chỉnh sửa thì Thái Lai không đi học đâu, Thái Lai không học chụp hình làm gì. Thái Lai đã đi học chụp hình cho nên Thái Lai cố gắng chụp hình làm sao đó mà ra nó đỡ tốn thời gian chỉnh sửa. Rồi vậy là các bạn đã rõ rồi ha. Bây giờ Thái Lai sẽ để ra các bạn coi một chút ngoài này, thế này dài lắm, đây nó dài thế này, thấy không? Rồi để các bạn đã rõ vấn đề này. Đến phần thứ ba là Thái Lai muốn nhắc các bạn, đó là cái màn hình view các bạn nhé, cái màn hình này này, màn hình view này này. Thì đối với Thái Lai cảm nhận rằng nếu mà các bạn nào chụp trên màn hình á, là trên Canon 6D thì ngã về tím một chút, Canon 6D mắc 2 thế chuẩn, mắc 3 thế chuẩn, còn Canon 5D Mark IV này á, thì Thái Lai nghĩ là nó nghiêng về hơi tím. Thí dụ như trên máy của Thái Lai chụp nhìn vô cái máy hình này á, thì Thái Lai thấy là màu nó tạm ổn, tức là nó ngã về hồng hồng vừa. Nhưng mà thực chất bỏ vô máy á, bỏ vào máy tính á, nó thì ngại về hồng hồng rất quá nhiều, tức là nó ngại về tím. Nó ngại về tím đi nhiều nhé. Thì chính là cái đó. Cái thứ hai nữa là cái độ sáng. Khi mà Thái Lai chụp ở ngoài trời á, thì Thái Lai nhìn thấy rõ màu sắc rất là chuẩn luôn, đúng với trên máy chụp hình và đúng như trên máy máy tính của Thái Lai. Còn về ban đêm á, ngược lại thì cái đèn vàng ở sân khấu nó rọi xuống cái màn hình của mình coi nó không chuẩn lắm. Thì Thái Lai cân nhắc các bạn về cái màn hình. Thứ ba là màn hình các bạn nhé. Và để rõ ràng hơn, Thái Lai sẽ mở cái hình mà Thái Lai chụp ban ngày cho các bạn coi nhé. Thái Lai chụp ban ngày nó sẽ như thế nào này. Đây là mà bức ảnh Thái Lai chụp ban ngày nè, các bạn coi đi ha. Khi Thái Lai xét cái độ sáng, chú rể thì da đen, mà mình chụp lên da trắng, mình chụp lên không đen lắm, không phải trắng các bạn, nó không đen lắm, nó vừa phải là ok rồi. Đây thì mình cân bằng ánh sáng, mình xét cái ánh sáng của mình và màu sắc là mình đã thấy ok như mình mong muốn. Nhưng mà về ban đêm nó hơi khác rồi. Đây ban ngày đây, mình chụp rất là nhiều thể loại để cho các bạn coi luôn ban ngày, và chụp nhiều người luôn đó, điều đấy như vậy để các bạn thấy nhé. Đó rồi, một cảnh khác nữa là trong nhà thờ này, thấy nhá, cũng là ban ngày, là buổi sáng làm lễ, các bạn thấy không? Thì mình nhìn cái màu này mình rất là ok, mình rất là thích,
mình cảm thấy là nó đúng, ban ngày nó cái mặt trời nó rọi vào màn hình nó đúng này, nhưng mà ban đêm là khác. Đấy, các bạn thấy rõ ràng đây cái màu này ban đêm, ban ngày mình nhìn chuẩn này, nó đúng này, nó ra vàng vàng cam cam chứ không có hùng lắm. Ban đêm thì mình tưởng đâu nó vàng, thì ra nó bị cái ánh sáng của cái đèn á, đèn cái nhà hàng nó rọi vào cái màn hình của mình. Thì Thái Lai cân nhắc các bạn điều này thôi, để các bạn cân nhắc. Nếu mà các bạn quen màn hình rồi á, quen màn hình xài thì các bạn chống chế một chút. Thí dụ như thay vì các bạn trừ cái loa tông vàng ngức thì các bạn trừ một ngức thôi, để cho nó vừa mắt mình nhé. Chụp về rồi coi luôn đây. Rồi còn một cái này nữa Thái Lai chia sẻ để mà các bạn kết thúc video này. Ở chỗ này Thái Lai cố tình lấy tấm hình này luôn, là vì thực tế Thái Lai chụp không bị gì hết. Ở đây các bạn thấy không, cái xung quanh ở cái cảnh này thì rõ ràng thường á nó sẽ bị ám đỏ, tại vì ở đây là xài đèn vàng của cái nhà thờ. Và ở đây các bạn nhìn thấy không, đèn vàng nó sẽ ám. Các bạn mình biết thực sự các bạn chụp ám rất là nhiều luôn á, mình biết luôn. Cho nên mình cố tình lấy cái bài viết này, mình để cái tấm hình này để mình giải thích cho các bạn hiểu. Thì các bạn cứ set như vậy để các bạn khống chế nó nhé, để cho nó đỡ vàng nhé. Đây đó, mình zoom lớn để các bạn thấy rõ hơn á. Đó đây là ảnh ban đêm, là mình chụp thì rõ ràng nó tím cho các bạn thấy không. Đó, ban đêm mình nhìn nó tím, cái cảnh này mình vàng rồi. Ê, ban ngày rồi đến đây thì Thái Lai cũng chia sẻ thực tế như vậy, Thái Lai quay ở tại hiện trường luôn cho các bạn thấy rõ ràng như vậy. Và Thái Lai đã về nhà và info lên giải thích cho các bạn hiểu tất cả mọi thứ rồi. Thái Lai cũng hy vọng đem một chút ít kinh nghiệm gì đó đến với các bạn mà đang gặp khó khăn, đặc biệt là các bạn mới vào nghề, các bạn không biết hỏi ai, thì Thái Lai cũng chia sẻ hết khả năng của mình và nó chỉ giới hạn là nâng cao thôi nhé. Và nhớ yêu thích Thái Lai, đăng ký vào cái nút nhé, like nữa, like share chửi, quên lộn, comment chứ lộn, comment nhé. Rồi bye bye anh em.